Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức. Hôm nay tôi xin phép anh em review một chiếc xe mà khiến cho bao nhiêu chị em phụ nữ phải rụng trứng. Đó là chiếc SHI 150 thuộc về Ý, mang tên Vetro, với thiết kế thông số kỹ thuật rất là ưu điểm mà sắp tới đây sẽ về Việt Nam, không để anh em phải đợi lâu. Chúng ta vào nội dung chính nhé. Chiếc SHI 150 mang tên Vetro là mẫu xe tay ga cao cấp của hãng Honda, được ra mắt vào năm 2024 tại Ý. Với thiết kế hiện đại, động cơ và mạnh mẽ, như tính năng tiện ích, xe SHI 150 Ý Vetro đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người tiêu dùng người Việt Nam. Trong bài viết này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những điểm nổi bật về thông số kỹ thuật và ưu điểm của mẫu xe này nhanh về Việt Nam. Và chiếc SH150i Ý Vetro, Ý thiết kế đẳng cấp và sang trọng, dàn áo xe trong mờ màu xanh lục 3D thủy tinh. Một trong những điểm nổi bật đầu tiên của chiếc SHI Ý Vetro chính là thiết kế dàn áo trong mờ màu xanh lục 3D thủy tinh. Ánh sáng có thể xuyên qua trông rất là tinh tế và đẳng cấp. Màu sắc này không chỉ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp cho chiếc xe, mà còn giúp cho tôn lên vẻ đẹp của các chi tiết khác trên xe, như là logo Honda bạc hay là đường may đỏ trên ghế tinh tế. Tiếp đến đó là trắng buồn đen. Điểm nhấn thứ hai của chiếc SHI thiết kế Vetro chính là trắng buồn màu đen, không chỉ giúp cho bảo vệ xe khỏi bụi bẩn và nước mưa, mà trắng buồn còn tạo nên sự cân đối và tinh tế cho tổng thể chiếc xe này. Tiếp theo đó là logo Honda trắng đề can SH bạc. Những chi tiết nhỏ như là logo Honda trắng đề can SH bạc và những đường may đỏ trên ghế cũng góp phần tạo nên sự tinh tế và đẳng cấp cho chiếc SHI 150 Ý Vetro. Đây cũng là những điểm nhấn nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong thiết kế của chiếc xe này. Và thông số kỹ thuật ấn tượng của chiếc SH 150i Italia Ý này, động cơ mạnh mẽ. SH 150i Italy Vetro được trang bị động cơ 150cc 4 thì và cylinder lăn mắt bằng chất lỏng. Điều này giúp cho xe có khả năng vận hành mạnh mẽ hơn và linh hoạt trên mọi địa hình, mọi không khí, thời tiết. Động cơ này cũng được tích hợp công nghệ PCE FE, giúp tăng cường hiệu suất đốt cháy và tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Và công suất và mô men xoắn tối đa của chiếc xe này, với công suất đó là 16,9 mã lực tại 8.500 vòng trên 1 phút và mô men xoắn tối đa đó là 14,9 Nm tại 6.500 vòng trên 1 phút. SH150i Vetro có thể đạt tới tốc độ cao và khả năng tăng tốc rất là nhanh chóng. Điều này rất là hữu ích khi di chuyển trong đô thị đông đúc và giao thông phức tạp hơn. Và mọi chiếc xe đều có phanh, và chiếc xe này được trang bị hệ thống phanh ABS. Một trong những tính năng an toàn đáng chú ý của chiếc SH150i Ý Vetro chính là hệ thống phanh ABS. Đây là công nghệ giúp cho ngăn chặn chiếc bánh xe bị khóa khi phanh gấp, giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe, tránh tai nạn. Và cốp xe rộng rãi. Cốp xe chứa đồ rộng rãi là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người cần chở được nhiều loại hàng hóa khác nhau và giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người dùng, nhất là những chị em phụ nữ. Ví dụ như cái gì? Mũ bảo hiểm, áo chống nắng, son, phấn, và có thể đựng được một bình ga đi du lịch. Tiếp theo đó là độ an toàn cao. Ngoài hệ thống ABS, SH150i Ý Vetro còn được trang bị nhiều tính năng an toàn khác như hệ thống khóa thông minh Smart Key mà hầu như xe nào cũng có ở thị trường Việt Nam, nhất là những chiếc xe tay ga thời hiện đại, và hệ thống chống trộm, hệ thống khởi động điện tử. Tất cả những tính năng này giúp cho tăng cường độ an toàn cho người lái và xe trong quá trình di chuyển, nhất là những chị em phụ nữ có não cả vàng. Tiếp tục đó là giá cả hợp lý. Với giá cả, mặc dù là một mẫu xe tay ga cao cấp, nhưng giá bán của chiếc xe SH150i Italia vẫn khá là hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc. Điều này giúp xe trở thành sự lựa chọn phù hợp cho những người muốn sở hữu một chiếc tay ga quá là đẳng cấp với mức giá phải chăng. Mà tôi nghe nói chiếc xe này nó được về Việt Nam mình bán cũng phải là gần 200-300 triệu gì đó nè, mà theo giá nhập khẩu đó, còn nước ngoài thì tôi không biết. Đó. Nhưng mà kết luận thì sao? Những điểm nổi bật về thiết kế này, thông số kỹ thuật và ưu điểm của chiếc xe SH150i Vetro.
Với những tính năng, tiện ích, độ an toàn cao, mẫu xe này được sự lựa chọn hàng đầu cho những người yêu thích dòng xe tay ga cao cấp của hãng Honda. Nếu bạn đang có ý định mua chiếc xe tay ga đẳng cấp và tiện ích, và hãy cân nhắc chiếc SH150i Italia, anh em có thể liên hệ với tôi. Dù mặc dù tôi không biết mua ở đâu, nhưng mà chắc chắn trong tháng này nghe nói là nó sẽ nhập về đó anh em. Thì em nghe nói phải đặt cọc đi nghe, vì chiếc này là thực phiên bản có giới hạn, hay còn gọi là limited đó anh em. Mặc dù nó rất là khó kiếm, nhưng mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể sơn lại. Nhưng mà quan trọng là cái lốc máy nó được sản xuất từ Ý là ok. Còn màu xe thì tôi nghĩ tất cả anh em Việt Nam mà bên cái vấn đề sơn thì có thể làm được tất cả thôi. Việt Nam chúng ta mà rất là giỏi. Còn quan điểm của anh em thế nào về chiếc xe này, hãy để comment dưới video. Còn riêng quan điểm với tôi, chiếc xe này màu xanh đó là limited, là đặc biệt rồi. Nhưng lốc máy, toàn bộ những kết cấu xe đều mang phương hướng của chiếc SH mới ra của Việt Nam chúng ta thôi. Thì đơn giản là vỏ mới, bình cũ thôi anh em ạ. Đó, còn riêng cá nhân tôi thì nó rất là đẹp, mặc dù không có tiền mua. Nếu anh em thấy hay, đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng quên ấn đăng ký vào chung nhé. Tạm biệt.